Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lê Lực Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Quý anh chị thân mến, tiếp theo trong cái chuyên mục Tử Vi của ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn ba con giáp đen hết phần thiên hạ, giữ mồm giữ miệng kéo là gặp họa vô đơn chí trong cuối tuần này. Nên là vào cái khoảng cuối tuần này thì có ba con giáp đen cực kỳ đen, nên giữ mồm giữ miệng kéo là gặp họa vào thân. Và nên nhớ rằng ông cha ta có câu là họa phúc đều do miệng mà ra cả, cho nên là ba con giáp này cần phải hết sức thận trọng. Và bây giờ chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn ba con giáp này. Thứ nhất, đấy là người tuổi Tỵ. Thì theo tử vi 12 con giáp, Tỵ là con giáp được trời phú cho bản tính hóm hỉnh, tinh tế, họ cũng rất giỏi bình tĩnh, đặc biệt là trong những cái tình thế nguy nan, hiểm nghèo. Đồng thời họ cũng rất giỏi che giấu bản thân, nhìn bề ngoài tưởng như là họ lười biếng chậm chạp, nhưng bên trong đầu óc họ vô cùng sáng dạ, nhạy bén với thời cuộc, tìm tòi không ngừng nghỉ. Thế nhưng cuối tuần này Tỵ cần chú ý giữ mồm giữ miệng, đừng tự cho mình tài giỏi để rồi lộng ngôn bức người. Có thể bạn đúng, nhưng một mình bạn không thể thắng nổi tập thể. Người tức thời mới là tuấn kiệt, tránh được va chạm bạn sẽ tránh được vô vàn rắc rối. Thứ hai, đấy là người tuổi Dậu. Theo tử vi 12 con giáp, Dậu là con giáp bản tính phức tạp, bề ngoài mạnh mẽ, yêu đời, nhưng bên trong họ lại khá nhạy cảm và luôn cần được cái sự thấu hiểu cảm thông. Và trong tháng 2 này, Dậu sẽ vô cùng may mắn về mặt tài chính, gặp nhiều cơ hội trời cho trong sự nghiệp. Nhờ vậy Dậu có thể dễ dàng khẳng định bản thân, xây dựng được cái vị thế chắc chắn trong xã hội. Thế nhưng Dậu nên nhớ, thắng không kiêu, bại không nản, đừng vì chút thành tích nhỏ mà sinh tâm kiêu ngạo. Trí tuệ có thể đưa bạn lên đỉnh cao của danh vọng, nhưng một cái miệng không biết điều có thể cướp sạch của bạn tất cả. Thứ ba, đấy là người tuổi Tý. Theo tử vi 12 con giáp thì người tuổi Tý bên cạnh nhiều ưu điểm, nhanh nhẹn, tức thời, biết lo xa, vân vân, thì cũng tồn tại vô số cái khuyết điểm. Điển hình chính là cái tính cố chấp. Năm Canh Tý là cái năm bản mệnh của con giáp này. Thế nhưng đây cũng chính là cái thời điểm con giáp này gặp hạn thái tuế, họa từ miệng mà ra. Đặc biệt là vào cuối tuần này, Tý hãy quản cái miệng của mình cho tốt. Nói không suy nghĩ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cái mối quan hệ của bạn, thậm chí còn bị tiểu nhân hãm hại, vướng vào thị phi. Quý anh chị thân mến, như vậy là quý anh chị đã cùng chúng tôi tìm hiểu là ba con giáp cực kỳ đen trong cuối tuần này, hãy giữ mồm giữ miệng kéo là gặp họa vào thân. Và thay mặt ban biên tập của chương trình xin được chúc ba con giáp này sẽ gặp được nhiều may mắn trong cuối tuần này. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy ghi rõ rồi để ý lại lời bình luận bên dưới của video, và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Lê Lực Tử Vi, hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Và sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, an bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.